Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô những chấm này màu xanh trước. Chỗ khủng long này mình sẽ tô màu vàng. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.